Paddington là một chú gấu còn vô cùng tinh nghịch, cậu còn có một người chú và thím đang chung sống cùng mình. Họ là một gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc, cả gia đình họ đều ấp ủ một giấc mơ đến London. Lúc gia đình họ đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nơi cư trú đã xảy ra một trận động đất khá mạnh, cả gia đình nhà gấu vội vàng di rời ra khỏi ngôi nhà trên cây. Chỉ có Paddington và người thím kịp chạy vào hầm trú ẩn, còn người chú vẫn đang đứng ngoài luyến tiếc ngôi nhà thân yêu của mình. Đến khi trận động đất qua đi, họ vẫn chưa thấy người chú vào trong. Khu rừng xanh tốt ngày nào giờ đây biến thành một đống đổ nát, những cái cây cổ thụ cũng không chống chọi nổi trận động đất tối qua. Hai người đi khắp nơi để tìm người chú thân yêu của mình, nhưng có lẽ chú ấy biến mất mãi mãi và không bao giờ về với họ nữa. Chú ấy đã bị cái cây khổng lồ đè chết ngay cạnh ngôi nhà của mình. Khu rừng không còn là một nơi lý tưởng để sinh sống, hai thính cháu đã cuốn gói rời xa khu rừng thân yêu của mình. Hai người cùng nhau chèo thuyền đến một cái cảng gần đó, lẻn lên một cái thuyền cứu sinh trên một con tàu chở hàng. Nhưng đến đây người thím lại quyết định không đến London nữa, thím sẽ ở lại viện dưỡng lão để sống hết phần đời còn lại tại quê nhà. Vậy là chú gấu Paddington sẽ phải đến London một mình. Con tàu cũng đã đến lúc khởi hành và người thím cũng đã phải rời đi, bây giờ Paddington bắt đầu cuộc chu du đến London. Dù cô đơn nhưng Paddington không thể bỏ ăn, bên trong vali chất đầy những lọ mật của người thím chuẩn bị sẵn, không chần chừ Paddington nhấm nháp những hũ mật đó. Bản lĩnh thì có đấy nhưng đói thì không chịu được. Chẳng mấy chốc Paddington đã ăn hết chỗ thức ăn dự trữ của mình, suy ra từ nay lại phải đi làm bộc mặt để kiếm ăn. Sau hai ngày di chuyển con tàu cũng đã đến cảng London, chú gấu mày mò đi vào nhà ga để tìm một người nhận nuôi mình. Dòng người vội vàng bước qua và không hề có ai chú ý đến cậu, Paddington ngồi một mình bơ vơ giữa nhà ga rộng lớn. Chờ một lúc chuyến tàu tiếp theo cũng đã đến, một gia đình bốn người ngang qua và họ đã né tránh Paddington. Lúc cậu cảm thấy thất vọng thì gia đình họ đã quay lại, người phụ nữ thấy cậu đáng thương nên đã đồng ý giúp. Có vẻ người chồng của Mary không thích Paddington cho lắm, nhưng anh không dám cãi sư tử Hà Đông nên bất đắc dĩ theo lời cô, họ sẽ nhận nuôi Paddington cho đến khi cậu tìm được một gia đình khác. Sau đó Paddington cùng gia đình Mary về nhà, cậu vô cùng thích thú với nơi ở mới này. Paddington cũng tập tành vệ sinh cá nhân như những con người ở đây, chỉ vừa mới vào nhà vệ sinh một tí cậu đã phá hỏng hết. Đến cả cái bồn cầu nhà người ta Paddington cũng đem làm chậu rửa mặt, Paddington làm cho nước bồn cầu chảy lênh láng ra sàn nhà. Cái vòi nước cũng không chịu ở im mà quay sang khiêu chiến với cậu. Henry cảm thấy có gì đó sai sai, ông liền chạy lên để xem xét. Mở cửa ra cảnh tượng trước mắt khiến ai nhìn thấy cũng tức điên người, một đống nước khổng lồ chảy ra và cuốn chú gấu cùng bồn tắm xuống dưới. Ai nấy dưới nhà thấy cảnh này cũng chỉ biết há hốc mồm, họ cấm cung Paddington lên gác máy để cậu ngủ một mình trên đó. Sau một ngày dài, Paddington viết thêm vài dòng vào quyển nhật ký, để khi trở về còn có cái để kể cho thím nghe về mọi thứ ở London. Sau một đêm dài, Paddington đã thức dậy và chuẩn bị cho một ngày mới, cứ tưởng giúp đỡ mọi người là điều đơn giản nhưng những việc Paddington động vào lại trở thành phá hoại. Sau khi ăn sáng xong cậu cùng gia đình Mary ra ngoài, hôm nay cô ấy sẽ dẫn Paddington đi tìm một ngôi nhà mới. Nhưng khi đến nhà ga thì gia đình họ đã mất dấu Paddington, còn nhóc gấu lúc này vẫn đang loay hoay với cầu thang cuốn. Sau một hồi tìm kiếm thì gia đình họ cũng đã tìm được Paddington, Mary đã dẫn Paddington đi uống cà phê cùng mình. Lúc này có một tên trộm đi vào rồi móc ví một người ở đó. Thấy Paddington phát hiện ra hắn liền vứt ví bỏ chạy. Chú gấu ngây thơ cứ nghĩ hắn ta làm rơi chiếc ví nên đã nhặt lên rồi đuổi theo để trả lại cho tên trộm. Gã không dám nhận lòng tốt của chú gấu liền bỏ chạy. Paddington cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đuổi theo để trả lại hắn. Không biết cậu vớ được cái mũ của cảnh sát ở đâu làm cho tên trộm càng sợ hãi và bỏ chạy nhanh hơn. Sau một hồi rượt đuổi thì Paddington cũng đã tóm được hắn. Chú gấu làm ngã khi những chiếc ví trong người hắn cũng đã rơi ra. Đúng lúc có hai anh cảnh sát phục sẵn tiện tay bắt hắn đi luôn. Paddington trở về quán cà phê trong sự tung hô của mọi người. Vì cậu vừa bắt được tên trộm khét tiếng nhất của khu phố này, hôm sau các trang báo cũng đã đưa tin về Paddington. Chú gấu và những đứa trẻ trong nhà Mary cũng trở nên thân thiết hơn, chúng vui vẻ nô đùa với nhau như những người thân trong gia đình. Họ cũng đã sắm cho Paddington một chiếc áo ấm và dần xem Paddington giống như một thành viên trong nhà. Cơ mà căn nhà của họ quá nhỏ, không phù hợp cho cậu sinh sống thế nên họ vẫn tiếp tục dẫn cậu đi tìm một ngôi nhà mới nhưng vẫn không tìm được một người phù hợp. Tôi đến cả gia đình họ quay quần bên nhau để xem phim, thật bất ngờ nó đang chiếu về ngôi nhà của Paddington, khi ấy cậu dần nhớ về câu chuyện cách đây không lâu. 6 năm trước có một đoàn thám hiểm đã đến khu rừng của cậu, một người thám hiểm đã phát hiện ra gia đình của Paddington thế nên chú của Paddington đã mời người đàn ông đó về nhà của mình. Sau vài ngày sống chung với gia đình gấu thì cũng đã đến lúc ông trở về, nói bất cứ khi nào những chú gấu này đến London, mình sẽ nhiệt tình đón tiếp. Ông ta không quên để lại chiếc mũ của mình để cho đàn gấu giữ làm kỷ niệm, đó cũng là chiếc mũ Paddington đang đội. Chắc hẳn bây giờ họ đã biết được nơi có thể nuôi chú gấu này. Sau vụ bắt trộm kia đã có một người phụ nữ chú ý đến Paddington. Cô ta tên Millicent là giám đốc của bảo tàng lịch sử tự nhiên, có sở thích bắt giết và nhốt bông động vật. Sau đó bà ta đã đột nhập vào phòng bảo vệ của nhà ga, bắn thuốc mê hai tên bảo vệ ở đó để xem camera nhằm tìm ra tung tích của con gấu đó.
Millicent phát hiện ra Paddington lên xe cùng với gia đình Mary. Sau một hồi tìm kiếm, cô ta cũng tìm thấy căn nhà của họ. Đúng lúc hôm nay gia đình Brown đều có việc cần ra ngoài và họ để Paddington ở nhà một mình. Cậu đã lôi sách ra đọc để tìm kiếm thông tin về nhà thám hiểm kia, không may Paddington đã làm rách một góc của cuốn sách. Định lấy băng dính dán cuốn sách nhưng nó lại dính hết vào người, Paddington càng gỡ, nó càng dính nhiều hơn. Đúng lúc này mụ tóc vàng cũng đến để bắt cóc, mụ ta phá kính rồi điều khiển tới đưa mình xuống. Khi ấy có điện thoại nên Paddington đi ra để nghe, Millicent ở trên chờ thời cơ để bắn thuốc mê. Thời khắc cô ta bắn thì cuộn băng dính đã hết và đã kéo chú gấu lại, Paddington đã may mắn thoát được mũi tên đó. Ngay sau đó mụ ta quăng xuống một quả bom khói, Paddington thấy không ổn liền chạy trốn, Millicent bắt đầu tìm kiếm và lục lọi khắp căn nhà, cô không chú ý đã mở lò nướng đang cháy. Nhờ phước đó mà nó cháy lan ra những đồ vật xung quanh. Thấy tình hình không ổn Millicent liền bỏ chạy, mãi lâu Paddington mới dám chui từ trong tủ lạnh ra. Cứu hỏa cũng đến để dập đám cháy trong nhà của Brown, họ cứ nghĩ là do cậu chơi đồ quá nhiều nên bị ảo giác, không ai trong gia đình tin lời giải thích của Paddington. Cậu muốn tiếp tục biện minh về chuyện lúc chiều nhưng chỉ có Mary là tin tưởng Paddington, còn Henry luôn muốn tống cổ cậu đi ra ngoài. Họ không rằng bé gấu đã nghe được câu chuyện qua ống thông hơi, Paddington vô cùng buồn với những lời nói vừa rồi, cậu cũng đã nhận ra mọi rắc rối mình gây ra cho họ. Paddington quyết định cuốn gói ra đi, bên ngoài trời mưa tầm tã không có lấy một chỗ trú mưa. Những bài hát ven đường càng làm cậu thêm não lòng, Paddington đã thấm mệt và cậu quyết định nằm ghế để chợp mắt một lúc. Sáng hôm sau gia đình Mary cũng đã phát hiện chúng gấu bỏ nhà đi, họ được bức thư của Paddington để lại, đó là những lời xin lỗi về những rắc rối mà cậu đã gây ra. Không thể thiếu những lời cảm ơn chân thành nhất, nghe xong thì ai cũng quay sang giận dỗi Henry, bởi tại ông mà Paddington mới rời khỏi căn nhà này. Paddington bên này đang đi khắp nơi để tìm nhà thám hiểm, cậu đi từng nhà có người tên là Clyde để tìm ông ấy. Mary tìm đến đồn cảnh sát báo cáo nhưng cô chưa cấp đủ thông tin, họ không tài nào tìm kiếm. Henry cũng đã thấy mình có lỗi trong chuyện này. Paddington vẫn miệt mài đi tìm nhà thám hiểm Clyde, thật may mắn vì cuối cùng cậu đã tìm thấy nhà của ông ấy. Đáng buồn Clyde đã mất cách đây được vài năm nay, người đón tiếp cậu chỉ là con gái của ông ấy. Điều đáng sợ con gái của Clyde chính là người đã vào nhà của Mary để bắt Paddington, ấy vậy cậu không hề hay biết vì lúc ấy cô ta đeo mặt nạ. Sau đó Millicent dụ Paddington lên một chiếc xe, cảnh này đã bị hàng xóm của Henry thấy được, ông ta chất vấn nhưng cô ta chỉ trả lời cho qua. Đã vậy còn giả tiếng chó sủa dọa người làm ổng bỏ chạy. Ngay sau đó hàng xóm đã điện cho Henry, thông báo cho gia đình họ biết người bắt cóc Paddington. Ngay lập tức gia đình họ cùng nhau lên xe để đi giải cứu chú gấu. Paddington bị đưa đến viện bảo tàng, nơi đây đầy những con thú bị nhồi bông đem ra trưng bày. Millicent không lòng vòng cho cậu xem ý tưởng của cô ta, giờ thì Paddington cũng đã biết bộ mặt thật của à. Paddington ra sức chạy để mình không bị đưa đi nhồi bông, chưa chạy được bao xa cậu đã bị cô ta bắn thuốc mê. Gia đình Henry cũng đã đến và thấy mọi việc. Họ tìm lối và chui theo đường ống cống để vào trong rồi ngắt cầu giao điện toàn bảo tàng. Millicent đang chuẩn bị hành nghề thì mất điện, ả soi đèn đi loanh quanh kiểm tra. Bốn người họ lúc này cũng đã ở dưới chờ cơ hội. Ngay khi cô ta đi xuống mọi người nhanh chân chạy vào trong, đen thay cánh cửa đã bị khóa lại. Henry dũng cảm trèo ra bên ngoài tòa nhà rồi men theo bờ gạch để đến bên cửa sổ, nhìn thấy chú gấu nhưng không có cách nào để vào trong. Sau một hồi gọi thì Paddington cũng đã tỉnh lại. Lúc này cô ta xuống hầm rồi bật điện lên. Phát hiện ra những dấu chân của gia đình Henry, ả tức khắc đóng toàn bộ cánh cửa lại. Paddington nhanh chân chui ra khỏi căn phòng, thoáng chốc cậu bị cô ta phát hiện ra. Cậu vội vàng bỏ chạy để né tránh mũi tên gây mê đó. Sau một hồi chạy trốn, Paddington cũng đến chỗ của Henry, không may cô ta cũng đuổi đến chỗ mọi người. Đúng lúc này mẹ của Henry đã mở cửa đi lên chỗ họ, bà làm Millicent trượt chân rơi xuống dưới, hên rằng cổ còn sống không thì bà đã lãnh án. Sau đó cả gia đình họ xuống ôm lấy Paddington, năm người họ quay trở lại căn nhà thân yêu của mình. Từ nay Paddington chính thức là thành viên gia đình Mary, cậu cũng đã gửi những câu chuyện ở London về quê nhà để người thím có thể yên tâm. Từ ngày được gia đình Henry đồng ý cho ở lại ngôi nhà, Paddington đã quen với những người ở trong khu phố. Ai nấy cũng đều yêu quý Paddington vì cậu là một chú gấu tốt bụng, đi đến đâu Paddington cũng có những người bạn. Chỉ vài tháng nữa sẽ đến ngày sinh nhật của người thím ở quê, nên hôm nay cậu đi sắm quà tặng thím. Sau một hồi tìm kiếm cậu cũng tìm được một cuốn sách, bên trong đó là khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố London. Đây chắc hẳn sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa vì thím Lucy luôn ước được đặt chân đến London để ngắm nhìn mọi thứ. Đen thế nào Paddington không có đủ tiền mua cuốn sách nên chỉ có thể đi làm kiếm tiền rồi quay lại mua sau. Cậu đến làm thêm ở một tiệm cắt tóc, nhưng đúng lúc ông chủ đi vắng thì lại có một người đến đây cắt tóc. Ông ta không nghi ngờ gì liền yêu cầu chú gấu cắt tóc cho mình. Thấy khách hàng tin tưởng mình cậu cũng đồng ý để rồi đã làm hỏng bộ tóc của ông khách. Thế là Paddington đã bị đuổi việc ngay từ ngày đầu tiên đi làm. Thấy cậu suốt ngày buồn bã vì thất nghiệp, nên gia đình Henry đã dẫn cậu đi chơi cho tâm trạng tốt lên, họ cùng nhau đến hội chợ để xem biểu diễn.
Nhờ có ngoại hình đặc biệt dễ thu hút trẻ em nên người dẫn chương trình đã mời Paddington lên sân khấu kể chuyện. Paddington kể về người thím tốt bụng của mình và câu chuyện cậu sẽ mua cuốn sách đặc biệt kia để tặng thím. Điều đó đã làm cho người dẫn chương trình tò mò về cuốn sách. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, anh ta đã hỏi rõ hơn về nó. Paddington cũng không giấu nói ra cửa hàng đang bán cuốn sách đó. Sáng ngày hôm sau, Paddington bắt đầu một công việc mới. Cậu bắt đầu lập nghiệp bằng công việc lau kính. Ngay khi vừa đưa được số nước rửa lên cao, bất chợt nó rơi úp thẳng lên đầu Paddington. Điều đó khiến cậu mất phương hướng, lao thẳng vào nhà dân bên cạnh. Paddington nhanh trí dùng lông của mình lau kính để chủ nhà không truy cứu. Kết quả thu về lại khiến chủ nhà vô cùng hài lòng. Kể từ đó mà công việc lau kính của cậu đã thuận lợi hơn. Ai nấy đều hài lòng với độ sáng bóng mà cậu mang lại. Chính vì thế Paddington đã kiếm được rất nhiều tiền. Hôm nay sau khi tan làm, cậu đi đến để ngắm cuốn sách mình muốn mua. Thế quái nào phát hiện một tên trộm đang đột nhập vào bên trong cửa hàng. Hắn ta đã trộm quyển sách mà Paddington chuẩn bị mua. Thấy món đồ mình ưng ý nhất đã rơi vào tay kẻ trộm, Paddington gọi cậu bạn chó đưa mình đuổi bắt tên trộm sách đó. Đến khi đuổi được thì hắn đã biến thành một nhà ảo thuật gia rồi biến mất. Ngay sau đó cảnh sát đã đuổi đến, chỉ thấy mình Paddington ở đây nên cảnh sát nghi ngờ cậu là ăn trộm. Thế là cảnh sát liền bắt Paddington lại. Những người hàng xóm thấy vậy thì vô cùng thất vọng, chỉ có nhà Henry vẫn tin tưởng Paddington không phải một tên trộm. Tên trộm thật sự đang vui mừng vì đã có người thế tội, không ngờ hắn chính là người mà Paddington nói vị trí cuốn sách, đồng thời cũng là hàng xóm của Paddington. Lý do hắn trộm cuốn sách đó là vì bên trong có chứa manh mối dẫn đến kho báu. Ngay sáng ngày hôm sau, Paddington bị đưa ra xét xử, quả này Paddington khó mà thoát tội. Thẩm phán chính là người đã bị cậu làm hỏng bộ tóc, đồng thời không ai có bằng chứng chứng minh Paddington vô tội nên cậu chỉ có thể nhận bản án 10 năm tù. Sau khi Paddington bị bắt, gia đình Henry thay cậu đi tìm kẻ trộm thật sự. Họ vẽ lại mặt tên tội phạm theo lời miêu tả của Paddington rồi in ra thành nhiều bản dán khắp nơi. Bên trong nhà giam, Paddington được giao nhiệm vụ đi giặt quần áo. Cậu sơ ý để lẫn chiếc mũ hồng vào giặt chung với quần áo khiến tất cả quần áo của tù nhân ở đây đều biến thành màu hồng. Ai nấy cũng trao cho cậu ánh mắt hình yêu thương, Paddington chỉ có thể lặng lẽ đi về vị trí ăn của mình. Thức ăn ở đây không khác gì cám lợn, những tù nhân ở đây đều phải ăn nó 3 lần một ngày trong suốt 10 năm qua. Cũng không một ai dám phàn nàn về món ăn này bởi người nấu ra món này là đại ca của nhà tù. Paddington quyết định lên dạy dỗ cho tên đại ca đó một bài học, cai ngục thấy cảnh này cũng chỉ biết gọi sẵn một xe cứu thương. Mà Paddington còn liều lĩnh đập cả bánh mì vào đầu hắn ta, xịt sốt lên cả người tên đại ca, mấy tên tù nhân thấy cảnh này cũng chỉ biết trốn xuống gầm bàn. Lúc này tên đại ca cũng không thể chịu được nữa, giờ hắn sẽ bắt Paddington đem đi làm món cháo gấu đỏ. Nghe vậy cậu vô cùng hoảng hốt, vô tình nhét miếng bánh mứt cam vào mồm hắn. Sau khi nếm miếng bánh, thái độ của hắn liền thay đổi, còn tuyên bố với các tù nhân khác từ nay chú gấu này sẽ là nhị ca. Được hắn bảo kê và không ai còn dám động vào, bù lại mỗi ngày cậu sẽ phải làm bánh kẹp mứt cam cho ông ấy. Ngay sáng sớm ngày hôm sau, hai người bắt tay vào làm bánh, họ cùng nhau hăng say làm việc như những đầu bếp chuyên nghiệp. Ông đầu bếp hung ác giờ đây cũng đã trở nên hiền lành trước Paddington, đã đến lúc cho tù nhân thưởng thức thành quả của hai người. Đây cũng là lần đầu tiên những tù nhân ở đây được đổi món, ai nấy đều hài lòng với món bánh mứt cam này, họ không quên dành tặng cho hai người một tràng pháo tay. Lần đầu tiên Nicholas được mọi người khen ngợi, nhìn theo tấm gương là Paddington, những tù nhân biết nấu ăn cũng thi nhau xung phong vào bếp. Điều đó khiến nhà bếp trở nên đa dạng và đông vui hơn, dần dần từ một nhà ăn ảm đạm biến thành một nơi giống như nhà hàng năm sao. Kể từ khi có Paddington, mọi thứ ở đây đã trở nên nhiều màu sắc, những tù nhân cũng trở nên hòa thuận và yêu mến nhau hơn. Hôm nay gia đình Henry đến thăm Paddington và chỉ ra kẻ tình nghi, nhưng hắn là bậc thầy hóa trang, mỗi lần hành động lại một thân phận khác nên không thể biết hắn là ai. Hôm sau Mary in những bức ảnh đó thành nhiều bản, rồi đem đi phân phát cho những người trong khu phố xem có ai nhận. Đến khi một con vẹt gợi ý hung thủ đang ở đằng sau, Mary cũng có chút nghi ngờ liền vào nhà người hàng xóm đó thăm dò, quả nhiên ánh mắt của hắn vô cùng giống với tên trộm kia. Thế là giờ gia đình Henry đã chuyển hướng sang điều tra hắn, hai vợ chồng đã mượn danh nghĩa sang chơi để được vào nhà. Nhân lúc hắn đang sửa soạn quần áo để chuẩn bị ra ngoài, hai người đi loanh quanh kiểm tra. Một hồi tìm kiếm họ đã phát hiện lối đi trên gác mái, gia đình họ đã đúng khi nghi ngờ ông hàng xóm là thủ phạm, những bộ đồ trên đều giống những gì Paddington phác họa ra ảnh. Họ liền đến báo cảnh sát nhưng họ lại không thể chứng minh rằng cuốn sách đang nằm trong tay hắn. Họ cũng đã muộn giờ thăm Paddington của tháng này, cậu vẫn đang đợi gia đình họ đến thăm nhưng đã cả buổi mà vẫn chưa thấy đâu. Paddington cho rằng gia đình Henry đã không cần mình nữa, cậu bắt đầu mơ về những ngày sống vui vẻ cùng người thím, chắc hẳn điều cậu muốn nhất bây giờ là có được sự tự do. Đúng lúc này, ông đầu bếp gạ gẫm cậu vượt ngục cùng họ. Paddington cũng muốn ra ngoài nên đồng ý, đợi đến lúc nhà tù tắt điện bọn họ bắt tay hành động. Đầu tiên họ nhảy xuống đường ống cống bên dưới rồi cùng nhau đến phòng giặt đồ, gom những mảnh vải to lớn và cả một bình ga khổng lồ. Sau đó trèo lên trên cao và ghép những miếng vải đó thành khinh khí cầu, đốt bình ga và họ đã thành công bay lên. Lúc này bốn bọn họ cũng cởi bỏ bộ quần áo phạm nhân,
hạ cánh an toàn xuống một tòa nhà bỏ hoang. Đó cũng là lúc gấu con chia tay với ba người còn lại. Paddington bước đi một mình trên con phố lạnh lẽo, trên người cậu cũng chỉ có một đồng xu cuối cùng. Cậu đã dùng đồng xu đó để gọi điện cho gia đình nhà Henry. Lúc này họ cũng nói cho cậu biết tên trộm thật sự, chính xác ông lão hàng xóm đang làm dẫn chương trình cho hội chợ. Cả đám hẹn nhau đi đến hội chợ để lật tẩy ông ta. Đột nhiên chiếc xe của họ không thể nổ được. Thấy thế, những người hàng xóm giúp họ đẩy nổ. Họ cũng muốn cứu Paddington về khu phố này. Mà lúc này Paddington đã nhìn thấy tên trộm đó trên một con tàu. Paddington không suy nghĩ nhiều liền nhảy lên con tàu đó, nhưng gia đình Henry đã đến muộn nên không thể theo. Họ liều mình trộm một con tàu khác để đuổi theo sau. Những người vật ngục cùng Paddington cũng đã biết tin, họ quyết định quay lại để giúp gấu con minh oan. Thì ra nơi giấu kho báu là ở trên con tàu này. Buchanan nhập mật mã để mở khóa lấy kho báu, mà lúc này Paddington cũng đã xác định được vị trí của hắn. Cậu dùng kẹo dính lén lút leo từ trên nóc boong tàu, thành công lấy lại cuốn sách trước khi leo lên trên. Buchanan cũng đã phát hiện liền đuổi theo, không khó để hắn lấy lại được cuốn sách từ tay một con gấu nhỏ bé. Buchanan nhốt cậu toa cuối và tháo chốt ra. Lúc này gia đình nhà Henry đã lái tàu đuổi đến, họ đã nhảy sang đó để giúp đỡ Paddington. Tìm thấy Buchanan, Henry ném quả bóng làm hắn ngất đi. Nhưng không may toa tàu của Paddington đã đi lệch khỏi đường ray, để rồi cả toa tàu cùng với Paddington đã lao thẳng xuống hồ. Mary vội bảo cậu con trai dừng tàu lại để cô nhảy xuống hồ cứu Paddington. Tình thế gấp nhất, phát hiện cánh cửa có dây xích nên cô không thể mở được. Đúng lúc hai người sắp bỏ cuộc thì đám bạn tù của Paddington đã quay lại. Nhờ sự giúp đỡ của họ mà Paddington được cứu lên trên bờ, Buchanan cũng đã bị cảnh sát bắt lại. Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của thím Lucy, nhưng giờ cậu đã không còn đủ thời gian để gửi quà cho người thím nữa. Hôm nay cả khu phố cũng đã đến đây để chào đón trở về. Điều khiến Paddington bất ngờ là họ đã thay cậu tặng quà cho thím Lucy. Họ đã đưa thím ấy đến đây để tận mắt ngắm nhìn thành phố London. Hai thím cháu đã được gặp lại nhau sau hàng chục năm xa cách. Bộ phim hôm nay đến đây hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye!